Rồi quay một con nha anh em. Con này Zenith nha, con này là radio bóng đèn mà có đồng hồ luôn. Đó, quay sau coi nè, ha, bóng đèn nó nè. Bốn bóng nha, cái phần này là phần cơ của đồng hồ nè. Nhìn chắc không, bằng đồng hết luôn ha, lo. Bóng là của Zenith luôn nha. Made in USA luôn nè. Anh em thấy cho mình bên này để mình coi rồi đó. Vô anh em mà chơi là bóng đèn là nhìn là biết ngay. Đó, bóng ring luôn rồi nha. Đó, nét của nó đây, sơ đồ bóng đây. Chụp màn hình. Đây. Cắn gãy ra vận chuyển này, ném này. Tụ gốm rồi nè. Đó, anh em nào ở rành đồ cố. Mất hai nút đây. Game vô để đồng hồ còn chạy. Đó, anh em về xử lý nha. Bán rẻ thôi. Không có thời gian sửa anh em. Test là giờ phải lấy cái kìm phải dặn mấy cái đây rồi nó khó quá. Mất thời gian anh em ơi. Rồi, mình chỉ tới đây thôi nha. Bán dài thôi.